chúng ta tuyệt đối không nên lạm dụng về nội tiết tố. Nội tiết tố là một cái người nhạc trưởng của toàn bộ hệ thống cơ thể của mình. Nhất là đối với phụ nữ, nó giống như là một cái nhựa sống ấy. Tức là chỗ nào có nhựa cây thì chỗ đấy nó mới xanh, mới tươi tốt được. Cơ thể của chúng ta, phụ nữ của chúng ta mà phải đủ estrogen thì da nó mới láng, nó mới mượt được, nó mới có những cái sự hồng hào được, tóc nó mới dài nhanh được. Mọi người để ý là những cái bạn ở độ tuổi dậy thì là cái độ tuổi mà estrogen nó mạnh mẽ nhất ấy, thì da nó ửng hồng nha, không có một cái đốm nám hay tàn nhang nào cả. Rồi lỗ chân lông cũng không thấy, nó điển hình là ở trên da ấy, là cái tuyến dầu ấy nó hoạt động vừa phải, nó không nhờn mà nó cũng không khô nên nó không có nếp nhăn. Rồi tóc gì nó cứ mượt ra, không cần phải dùng đến những cái dầu gội đắt tiền hay dầu xả gì, tóc nó vẫn cứ mượt, nó không có gãy rụng gì cả. Và eo nó vẫn nhỏ, ăn nhiều nó vẫn cứ nhỏ thôi. Cơ thể của chúng ta nó vẫn cứ săn chắc. Nhưng tại sao càng về lâu về dài đấy, chúng ta còn chăm sóc da tốt hơn, chúng ta dùng những cái sản phẩm nó đắt tiền hơn, chúng ta mất công đi tập thể dục, chúng ta có đầy đủ các công nghệ vào đấy, nhưng mà cơ thể của mình nó vẫn không được có làn da giống như độ tuổi dậy thì đấy, bởi vì chúng ta bị thiếu đi những cái nội tiết tố trong cái estrogen. Vì thế nên là có rất là nhiều những chị á, là chúng ta thấy bổ sung estrogen giống như kiểu mầm đậu nành, sâm tố nữ, black cohort. Có những người thì dùng những cái Macta chẳng hạn, thì thấy là da nó thay đổi rất là tốt. Nên là mọi người cứ thế mọi người lạm dụng, mọi người dùng. Như cái này khuyên thật là chúng ta không nên lạm dụng nội tiết, nhất là ở độ tuổi dưới 40 tuổi, bởi vì cơ thể của chúng ta nó có cái cơ chế là tự buồng trứng của chúng ta sinh ra được estrogen. Nếu như bây giờ chúng ta cứ thường xuyên đưa vào một cái loại ở bên ngoài vào, có khác gì chúng ta đang dùng hàng giả không? Bởi vì cái hàng thật thì bao giờ nó cũng sẽ là tốt nhất đối với cơ thể của mình, thì chúng ta lại đưa từ bên ngoài vào. Mà cơ thể của chúng ta thì nó có một cái cơ chế là có rồi tội gì thì tôi phải sản xuất nữa, nên nó lười, nó không sản xuất ra cái hàng thật mà chúng nó cứ dùng cái hàng giả thôi. Thì lời khuyên của các bác sĩ mà hôm cái vừa rồi bác sĩ Hoa đi Nhật ấy, thực phẩm chức năng ấy, người ta chia ra làm 3 loại, một là dược 1, dược 2 và dược 3. Cái dược 3 có nghĩa là bán là gần như ai cũng sẽ bán được, còn dược 2 là sẽ cần có cái dược sĩ. Dược 1 đã có thể là sẽ phải sử dụng đến những dược sĩ đại học. Thì nội tiết tố được xếp vào dược 1, có nghĩa là cái đấy sẽ phải được sự kê đơn của các dược sĩ đại học. Thì mọi người sẽ thấy là cái tầm quan trọng của nội tiết tố. Khi mà kê đúng thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả tuyệt vời, nó sẽ bù đắp được cái lượng thiếu. Nhưng khi nào cơ thể của chúng ta mới thực sự thiếu nội tiết? Khi mà mọi người bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, thì lúc đấy chúng ta hãng dùng nội tiết tố hướng năng tuyến, giống như là mầm đậu nành, là sâm tố nữ hay là black cohort. Các triệu chứng của tiền mãn kinh là gì? Là chúng ta sẽ cảm thấy kinh nó chỉ còn lại 1-2 ngày thôi, nó khô rất là nhiều, chúng ta giảm nhu cầu, chúng ta cảm thấy da nó thay đổi, nó khô hơn, nó nám sạm nhiều hơn, tóc nó rụng nhiều hơn, nó rối loạn giấc ngủ, rối loạn cảm xúc, lúc vui lúc buồn, đang vui xong lại buồn được ngay, chúng ta có rối loạn về nhịp tim, thỉnh thoảng nó sẽ cảm thấy tim nó đập thình thịch thình thịch, xương khớp nó đau mỏi nhiều lên, thì lúc đấy thì mới nghĩ tới là bị tiền mãn kinh, thì chúng ta bổ sung là hoàn toàn hợp lý. Và trong thời gian khoảng tầm từ 5 năm là sẽ an toàn đối với mọi người, thì lúc này là cái thời gian mà mọi người có thể bổ sung, đặc biệt là liên quan tới sâm tố nữ. Nếu có những cái cơn bốc hỏa thì nó rất là hiệu quả trong cái vấn đề hạn chế cái cơn bốc hỏa. Còn nếu như vấn đề về khô thì bác sĩ Hoa thấy là mầm đậu nành nó sẽ ổn hơn. Còn nếu mà nhẹ nhàng chỉ là khô thôi thì mọi người nên hướng tới chỉ dùng viên đặt thôi, chứ chúng ta đừng có lạm dụng cái đường uống toàn thân. Còn nhẹ nhàng hơn mà mọi người muốn duy trì để hạn chế cái tốc độ thoái hóa của buồng trứng chẳng hạn, hay là chỉ điều hòa thôi, thì chúng ta sẽ dùng những cái nội tiết tố không hướng năng tuyến, giống như là dầu hoa anh thảo này, hoặc là omega 3, hay là bây giờ nó có cái những kiểu macca hay dầu hoa lưu ly thì mọi người có thể dùng. Còn tuyệt đối không nên dùng bừa bãi những nội tiết tố hướng năng tuyến.